Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng, hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trên nay thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2022, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn các thông tin đáng chú ý sau đây. Vào cua gấp tốc độ cao, nam thanh niên lao xuống lô cao su, tử vong tại chỗ. Khu vực phía Nam ghi nhận hơn 39.000 người mắc sốt xuất huyết nhập viện, đã có 36 người tử vong. Mới lạ lễ hội rươi lúa hữu cơ tỉnh Hải Dương. Mở đầu là các tin tức an toàn giao thông, an ninh trật tự. Thưa quý vị, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao khi vào cua gấp, lao thẳng xuống lô cao su dưới vực sâu hơn 2 mét, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm qua trên đường hẻm đoạn qua khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn đã được camera an ninh ghi lại. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 50 phút đêm qua, Võ Văn Tân, 27 tuổi, ngụ Bình Phước, điều khiển xe máy biển số 93B230648 lưu thông trong tuyến đường hẻm thuộc khu phố 3, phường Tiến Thành, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Xoài. Khi đến đoạn đường cong cua, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ khá cao, không làm chủ được tay lái, lao cả người lẫn xe xuống lô cao su bên đường, dưới vực sâu khoảng hơn 2 mét so với mặt đường. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng. Cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Liên quan đến công ty Việt Á, công an vừa khởi tố thêm 4 cán bộ thuộc các cơ quan của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Qua điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong đấu thầu, mua sắm vật tư sinh phẩm, kit xét nghiệm SARS-CoV-2, công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tập trung xác minh các gói thầu có liên quan công ty cổ phần công nghệ Việt Á trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, công an đã khởi tố 4 đối tượng vi phạm điều 356 Bộ luật hình sự, gồm Nguyễn Thị Thanh Hảo, trưởng phòng tài chính kế hoạch, Đào Thị Kim Dung, trưởng phòng y tế, Nguyễn Thành Định, phó giám đốc trung tâm y tế và Nguyễn Xuân Tiến, giám đốc trung tâm y tế thị xã Đông Triều. Các quy định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, quá trình điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm và kit tách chiết đã sử dụng trên thực tế để thanh toán cho công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Tại Đồng Nai, Công an huyện Tân Phú vừa xóa 2 sòng bài, bắt giữ 7 đối tượng ở xã Phú Lâm để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp Công an huyện và Công an xã Phú Lâm kiểm tra nhà bà Võ Thị Liên, 38 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, phát hiện có 3 đối tượng nữ đang chơi tứ sắc ăn tiền. Tang vật thu giữ hơn 22 triệu đồng, 3 xe máy, 4 điện thoại di động và dụng cụ đánh bạc. Cũng trong nhà bà Liên, Công an phát hiện thêm sòng bài khác có 3 đối tượng nam đang chơi bài xì dách ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 16 triệu đồng, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và dụng cụ đánh bạc. Công an huyện Nhân Trạch, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hữu Minh, 31 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến tuyến đường Huỳnh Văn Lũy ở ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, phát hiện Minh chở theo bạn điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện Minh đang tàn trữ một gói ma túy đá và 3 ống nhựa được hàn kín hai đầu. Làm việc với công an, Minh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng thì bị bắt. Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai cũng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên huyện, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ trên 340 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Thống Nhất đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Huỳnh Thiện, 29 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, đang mang ma túy bán cho người nghiện tại khu vực ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, thu giữ 2 gói ma túy loại ketamin và metafetamin có trọng lượng hơn 3,37 gram và 3 viên thuốc lắc có trọng lượng hơn 1 gram loại MDMA. Qua đấu tranh, Thiện khai nhận bản thân có sử dụng ma túy. Số ma túy trên y mua của Tiến với giá 4,5 triệu đồng về để sử dụng. Trên đường mang ma túy bán cho người nghiện thì bị bắt. Tôi có sử dụng ma túy mấy năm và cũng vì do không việc làm, có mua ma túy về để bán kiếm lời và mang xuống dưới cây xăng Hưng Lộc. Xuống tới thì đã bị công an, lực lượng công an bắt. Khi vào đây thì thấy hành vi của mình như thế nào? Dạ, khi vào đây thì em thấy hành vi của mình là sai trái.
và khuyên những anh em nào đang sử dụng và hay đang mua bán thì hãy dừng lại đi thôi. Làm như vậy là sai, có lẽ là sẽ không sửa sai cuộc đời của mình đâu. Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Công an huyện Định Quán tiến hành bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Tiến ở ấp Cầu Ván, xã Phú Túc, thu giữ 18 gói ma túy đá loại ketamin và metafetamin có trọng lượng hơn 305 gram, 88 viên thuốc lắc loại MDMA có trọng lượng hơn 30 gram. Qua đấu tranh, Tiến khai nhận số ma túy trên y mua tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 200 triệu đồng rồi về phân lẻ bán cho người nghiện. Do tôi làm ăn thua lỗ và tôi đi mua ma túy về phân lẻ bán và bị bắt. Rồi khi mà cơ quan khám xét ở nhà thì thu giữ bao nhiêu ma túy? Thì công an khám xét ở nhà thì thu giữ 8 bịch đựng ma túy khay, 6 bịch đựng ma túy đá và 2 bịch đựng kẹo. Số ma túy đó tôi mua ở trên thành phố với giá 200 triệu về phân lẻ và bị bắt. Hiện công an huyện Thống Nhất đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại huyện Định Quán, Đồng Nai tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động giết mổ động vật, kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra liên ngành theo quyết định 163 của huyện đã có đợt kiểm tra đối với các hộ kinh doanh, buôn bán, giết mổ động vật, tiêu thụ sản phẩm động vật trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện 25 kg thịt heo trên sạp của tiểu thương Lê Đức Long không có dấu mộc kiểm dịch giết mổ. Đồng thời phát hiện tại nhà ông Nguyễn Viết Quân, ngụ ấp 5 xã Gia Canh, đang có hành vi giết mổ một con bê chuẩn bị đem đi tiêu thụ, nhưng không đưa vào khu giết mổ tập trung. Đoàn đã tiến hành lập biên bản 2 trường hợp vi phạm trên và buộc cam kết không tái phạm. Việc ra quân thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ động vật, tiêu thụ sản phẩm động vật nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực thú y, lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ động vật. Tiếp tục là các tin tức y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận hơn 39.000 người mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó 36 người tử vong. Theo thông tin từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gần gấp đôi. Đặc biệt, số ca mắc trong một tháng trở lại đây chiếm gần một nửa số ca mắc và 45% tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay. Các địa phương có số ca mắc tăng cao là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương. Theo Viện Pasteur, người dân khi mắc bệnh thường đến các cơ sở y tế tư nhân, khiến thông tin về các ca bệnh bị bỏ sót, ngành y tế không kịp thời xác định được ổ bệnh. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng cần tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, giám sát chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh của từng địa phương cũng như người dân. Ngoài ra, y tế địa phương cũng cần thực hiện tốt việc điều trị, tập huấn cho các cơ sở y tế tư nhân kịp thời điều trị các trường hợp mắc sốt xuất huyết, hạn chế tối đa số ca tử vong. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế vừa phân bổ thêm hơn 2,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Như vậy, với việc phân bổ lần này, tổng cộng đã có gần 9,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ để phục vụ nhu cầu tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở nước ta. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 16,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer và Moderna từ nguồn viện trợ của chính phủ Úc và chính phủ Hà Lan để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó, vaccine Moderna được dùng để tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi, vaccine Pfizer tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 14 tháng 4. Chuyển sang các thông tin du lịch văn hóa. Thưa quý vị, như đã thông tin, tuần lễ tôn vinh trái cây và chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 16 tháng 6 tới tại công viên Bia Chiến thắng Long Khánh, phường Xuân An, thành phố Long Khánh. Du khách gần xa hãy lên kế hoạch đưa gia đình và bạn bè đến với vùng cây trái chín rộ của thủ phủ cây ăn trái Long Khánh, Đồng Nai dịp hè này nhé. Lễ hội trái cây Long Khánh lần thứ tư được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện tuần lễ tôn vinh trái cây và phiên chợ nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đồng chủ trì. Điểm nhấn khác biệt của chương trình năm nay sẽ là mở rộng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trái cây, nông sản tiêu biểu với sự tham gia của nhiều nhà vườn đến từ các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 40 gian hàng.
Chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp gắn với tiềm năng du lịch sinh thái vườn của tỉnh Đồng Nai và thành phố Long Khánh đến với du khách trong và ngoài tỉnh, là dịp để các doanh nghiệp lữ hành, các công ty du lịch đánh giá, kết nối các điểm du lịch. Nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra trong tuần lễ như tổ chức tuyên dương và trao chứng nhận cho sản phẩm chất lượng, uy tín, được sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn đảm bảo truy xuất nguồn gốc hoặc có chứng nhận OCOP cấp tỉnh được tôn vinh tại tuần lễ. Hội thảo, các giải pháp kết nối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các hội thi khi nhà nông vào bếp, vườn cây kiểu mẫu, v.v. Ngoài ra, chương trình văn nghệ sẽ diễn ra hàng đêm, hoạt động giao lưu các câu lạc bộ đờn ca tài tử, giao lưu các ban nhạc trẻ và trình diễn nghệ thuật đường phố. Đặc biệt, ban tổ chức tuần lễ tôn vinh trái cây và chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 cũng kết nối để du khách tham quan các vườn cây ăn trái trên địa bàn thành phố Long Khánh, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế, tự tay hái trái, tận hưởng đặc sản trái cây tươi và thưởng thức các món ăn dân dã ngay tại các nhà vườn. Hôm qua, tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ hội lúa và rươi hữu cơ vụ xuân năm 2022. Đánh giá cao ý tưởng tổ chức lễ hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng tư duy làm nông nghiệp vì nhân sinh, làm nông nghiệp vì sức khỏe con người của Tứ Kỳ và của Hải Dương rất ý nghĩa và rất cần lan tỏa. Cách làm của Hải Dương đang truyền cảm hứng cho những địa phương khác về sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hải Dương hiện đang đi theo hướng phát triển nền nông nghiệp đa tầng, đa giá trị dựa trên những lợi thế khác biệt và đặc biệt rất chú trọng đến giá trị trải nghiệm của sản phẩm nông nghiệp. Việc tổ chức lễ hội lúa, rươi hữu cơ nhằm tạo nên tầng giá trị thứ tư cho sản phẩm nông nghiệp, tức là gắn những giá trị văn hóa, lịch sử với sản phẩm nông nghiệp thông qua trải nghiệm để từ đó tạo ra giá trị mới cho nông sản. Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương hiện có 257 hectare sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp khai thác, bảo tồn thủy đặc sản rươi, cấy tự nhiên. Tại các vùng sản xuất hữu cơ này đã hình thành công thức luân canh hiệu quả, bền vững với 5 tầng khai thác. Dưới đất là rươi, bờ ruộng là cấy, tiếp đến là lúa suông trên ruộng, trên bờ là rau ăn lá, rau gia vị và trên cùng là cây ăn quả, tạo ra một hệ sinh thái trong lành và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên đang xây dựng chương trình phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên theo hướng khai thác đa dạng tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với bảo vệ bền vững tài nguyên, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn các địa phương khu vực Tây Nguyên. Mô hình liên kết làm du lịch như thế này đang được nhiều tỉnh vùng triển khai và bước đầu khá hiệu quả. Thưa quý vị, chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum hướng đến việc liên kết, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên khai thác, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm mới, chất lượng để thu hút du khách. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ các địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nâng cao nhận thức người dân trong hoạt động du lịch cộng đồng, liên kết vùng giữa các địa phương. Bên cạnh đó, với vai trò đầu tàu, hạt nhân liên kết vùng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp lữ hành từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ để xây dựng và khai thác sản phẩm đến các tỉnh Tây Nguyên. Và các thông tin trên cũng đã đồng thời khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Tôi Thủy và anh Phương cảm ơn quý vị đón xem chương trình trưa nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.